Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Easy chuyên bán lẻ cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Sức khỏe là vàng dược thảo PLS giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 189908319 princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District free khoai chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với Nhi Huyền và Lê Thái và đây là bản tin của Nhi Huyền trong phần cuối của ngày chủ nhật ngày hôm nay. Thưa quý vị nhắc tới lễ tình nhân đó là mình nói đến nhắc đến ai cũng nghĩ tới đó là tình yêu phải không thưa quý vị nhưng mà bản tin ngày hôm nay như cho quý vị biết và NASA đã công bố thì lễ tình nhân không chỉ là tình yêu hay không mà thôi thì có một cái thông tin này đã đưa đến cho quý vị nhưng mà nó không có phải là nguy hiểm khi như đưa nói ra thì NASA đã nói rằng tình yêu không phải là thứ duy nhất trong không khí ngày lễ tình nhân của năm 2046 và nasa đã phát hiện ra một tiểu hành tinh có khả năng va vào trái đất rất là nhẹ vào lễ tình nhân năm 2046 và phân Phòng điều phối phòng thủ của hành tinh NASA cho biết họ đã theo dõi một tiểu hành tinh mới có tên 2023 DW có khả năng tác động rất nhỏ đến trái đất vào ngày 14 tháng 2 năm 2046 khi nó đi qua hành tinh khoảng 1.1 triệu năm. À, theo NASA cho biết, tiểu hành tinh 2023 rộng khoảng 162 feet, rộng bằng cái sân bóng đá của NFL đó và sẽ mất 271 ngày để hoàn thành một quỹ đạo trong theo quỹ đạo của mặt trời và tiểu hành tinh 2023 DW hiện đang đứng đầu danh sách theo dõi tác động của trái đất của NASA và điều đó có nghĩa là có lý do là chúng không có nghĩa đó, người ta nói rằng không có nghĩa chúng ta phải lo lắng và các quan chức NASA đã có cái cơ hội của nó là một trên 560 cơ hội tác động đến trái đất mà thôi và các nhà phân tích quỹ đạo NASA cho biết họ sẽ tiếp tục theo dõi tiểu hành tinh và cập nhật cái dự đoán và cái có nhiều dữ liệu hơn trong sắp tới ở gần đây. Và cái vật thể gần trái đất được gọi là bất kỳ vật thể nào trong không gian có thể đến trong vòng 3 triệu năm, 3 triệu dặm từ trái đất. Và chương trình quan sát NEO của NASA nhằm mục đích tìm kiếm, theo dõi và tìm hiểu khoảng 90% NEO lớn hơn 140 mét nếu một trong những tiểu hành tinh này đến gần PDCO sẽ cảnh cáo chính phủ đó là một trong những cái nơi mà họ theo dõi những cái hành tinh này viết tắt là PDCO và họ sẽ cảnh báo chính phủ và công chúng theo PDCO có hơn một khả năng điều này xảy ra trong vòng 50 năm tới vào năm 2021 thì NASA đã khởi động sứ mệnh chuyển hướng những cái tiểu hành tinh như vậy được gọi là chương trình DART, viết tắt đó là D A R T, không giống hầu hết các sứ mệnh tàu vũ trụ của NASA và DART được thiết kế có tuổi thọ ngắn và được thiết kế để thử nghiệm những phương pháp phòng thủ của hành tinh và chuyển hướng những hành tinh để nó khỏi phải động trái đất của chúng ta. Vào ngày 26 tháng 9 năm 2022, Jack đã sử dụng điều động cái hướng động một trong những cái tiểu hành tinh đi qua một cái phía hướng khác. Nó gọi là Didymos. Cái hành tinh này nó lớn hơn mặt trăng và nó cách trái đất khoảng 7 triệu dặm. Và sau đó nó cái đó này, cái chương trình Dark nó phải đụng tới cái hành tinh này và chuyển cái tốc độ khoảng 15.000 dặm một giờ và đưa cái hành tinh này đi qua cái hướng khác. NASA đã mô tả sứ mệnh này đã thành công. Họ nói rằng cái vụ va chạm của Dark là thay đổi quỹ đạo của tiểu hành tinh và trước đây Dimorphos mất gần 12 giờ để quay quanh và giờ đây dựa trên các quan sát thiên văn ở trên mặt đất Dimorphos đã chuyển hướng qua một cái hướng khác không đi về phía trái đất của chúng ta nữa nên quý vị cũng đừng lo lắng tự vì bây giờ những cái thiết bị hiện đại rất là tân tiến và họ có thể quan sát được theo dõi rất là lâu để mà thấy được những cái tiểu hành tinh này nó va trên trái đất của chúng ta hay là không ờ trong cái thời gian vừa qua thì như và Lê thái cũng vẫn đưa đến quý vị những cái thông tin về những cái hành tinh mà nasa vừa qua qua kính uh, viễn vọng trang web đó, uh -huh. đã phát hiện ra nhiều cái hành tinh khác mới thưa quý vị không phải riêng những cái ngôi sao mà chúng ta đã thấy ở trong quá khứ uh -huh. hoặc là chúng ta đã đưa vào trong những cái bộ sách thiên văn đâu mà hiện nay thì rất là nhiều những cái ngôi sao những cái tiểu hành tinh nó đã được uh, công được bố ra nhờ những cái uh, dữ liệu cũng như là những cái gọi là phát minh mới về những cái dụng cụ mới của nasa trong uh, uh -huh quá khứ cũng như hiện tại và hy vọng là tương lai chúng ta cũng sẽ biết thêm nhiều cái điều thú vị từ NASA từ sao chổi mà chị Như Huyền vẫn hay đưa đến quý vị những thông tin về không gian đó chị Như Huyền. Dạ uh -huh. vâng kính thưa quý vị, động vật là một trong những loài mà chúng ta rất là yêu mến. Có những cái con chúng ta ăn được, có những con con mà chúng ta không hề ăn được, đó là con chó. À, hiện nay thì vẫn có nhiều người người ta vẫn ăn thịt chó, thịt mèo. Nhiều lắm. nhiều lắm luôn thưa quý vị yes. về Việt Nam thì quý vị thấy là những cái tiệm bán thịt chó nó đầy nó nhàn nhãn đầy hết <laughs> rồi có những cái ông thầy chùa có những ông thầy tu mà quay lên những cái video trên TikTok à, trên web này nọ đó làm à, ăn ngồi ăn thịt chó rồi quay nữa, em thấy rất là những cái hành động đó vô cùng phản cảm <laughs> đối với những người mà chúng ta mà không không ăn thịt chó rồi mà chúng ta yêu động vật nữa thì đây là những cái à, gọi là wow, những á. cái video mà khi rất là ái mà khiến cho yeah. chúng ta cảm giác là rất là đau thương thưa quý vị à, chẳng bù lại với những cái con chó ở bên cái xứ sở cờ hoa này ở bên cái xứ sở mà châu âu thì những cái con vật đuôi chó mèo chim này nọ những cái con động vật này nọ được cưng giống như trứng mỏng như là con cá trong gia đình vậy thậm chí là có một số người người ta có điều kiện kinh tế người ta có thể bỏ những cái số tiền vé rất là cao để cho những cái con thú của mình bay những cái chuyến bay từ những cái đất nước từ Hoa Kỳ bay sang Anh, từ Hoa Kỳ bay sang uh, châu Âu hay là từ những nước nào đó bay sang Hoa Kỳ và những cái giá vé đó không hề rẻ thôi quý vị. Và trên một cái chuyến bay charter từ Dublin của Ireland đến New Jersey của Mỹ vừa qua trong tháng 7 vừa qua thưa quý vị. Danh sách hành khách mà tất cả những hành khách này đều là những con thú cưng á, nó điểm danh nó dài giống như là một cái bảng điểm danh của các so bé cute. mà học trong preschool vậy đó. Wow. Y chang như vậy. Và các hành khách người ta mang theo thú cưng bị hạn chế vì đi đường dài. Và nếu như mà đi theo đường hàng không á thì nhà chủ nhân của những cái con chó này con mèo này phải trả đến mà hàng trăm nghìn mỹ kim. Ví dụ là để đưa những cái con chó từ Đức đến Mỹ vào năm ngoái thì giá thấp nhất trong cái khuôn giá là 17.000 mỹ kim cho hai con chó. Và những giống chó như là mũi hít thì có ít lựa chọn hơn bởi vì chúng rất là dễ gặp các vấn đề về hô hấp. Thành ra là đôi khi các hãng hàng không người ta lại giao người ta lại tăng cái số tiền mà để chuyển những cái con chó mà nó bị cái đường hô hấp nhiều hơn tại vì nó bị đường hô hấp thì người ta phải thích theo nó nhiều hơn trên cái chuyến bay đó. Và nhiều hãng hàng không lại giao hàng sai địa chỉ. Hồi tháng 12 năm ngoái thưa quý vị thì hãng British Airways đã đưa một cái chú chó từ London đến Ả Rập Saudi thay vì là từ Nashville của Hoa Kỳ đến à đến à, London thì lại đưa nó sang Ả Rập Xê một cái đất nước mà vô cùng xa lạ với nó. Và một số động vật nhiều khi tệ hơn thì lại bị ốm bị bệnh ở trên các cấp chuyến bay, thậm chí có con bị chết ở trên các máy bay này nữa. Theo thống kê của Bộ Giao thông Vận tải của Hoa Kỳ thì đến 11 con vật đã chết trên các phương tiện vận chuyển thương mại năm 2019, trong đó thì có đến 6 con chết trong năm 2020. Và cái dịch vụ mà thuê máy bay nguyên chuyến hay là gọi là charter thưa quý vị, đây là một cái dịch vụ rất là phát triển mạnh mẽ trong cái tình hình đại dịch Covid-19 vừa qua. Ừ. Nhưng cho đến nay thì chủ vật nuôi của những cái dịch vụ này vẫn bút những cái vé máy bay hạng sang để cho những wow. cái con của mình đi vé máy bay riêng như vậy. Và thoải mái hơn, yên tâm hơn so với những cái hãng hàng không thương mại mà chúng ta phải kèm theo những cái con vật nuôi đi chung với chúng ta và tất cả các loài động vật bất kể kích thước hay giống loài bay cùng con người trong cabin thì những cái con chó này có thể nằm dài như những ngôi sao nhặt rock được đuôn chiều ở trên ghế da, ở trên sàn hoặc là cuộn tròn trong những cái uh, lòng ở chủ nhân ở trên những cái chuyến bay như vậy. Riêng mèo thì phải bị nhốt ở trong giỏ bởi vì con mèo là một trong những cái con mà dễ bị cấu kỉnh nhất, nó dễ cào người ta. Đúng Thật rồi. ra là mèo ít khi nào mà được bay nằm ở trong chung với chủ ở trên cái khoang máy bay. Và để mà tổ chức các chuyến bay đường dài này thì những người có những người người ta đứng ra lập những cái nhóm và phải tuyển đủ những cái số hành khách để có thể đảm bảo được bảo đảm được cái mức giá là 155 000 Mỹ kim trên một cái chuyến bay đó, đồng thời là lập những cái sơ đồ chỗ ngồi hay là sắp xếp những cái vị trí cho những cái con chó, con mèo của mình ở trên máy bay được tốt hơn và để cho giảm cái khả năng gây rối và Golden là một cái phi công tư nhân ở Anh cùng vợ và một cái đối tác anh bắt đầu kinh doanh cái lĩnh vực này và khi mà bắt đầu kinh doanh cái lĩnh vực này đó thì anh phải là đi tìm những cái chi tiết thông tin khách hàng những cái giống loài những cái tính khí của nó sau đó chọn một cái chuyến bay theo lịch trình khoảng là hàng tháng hoặc là hai tháng một lần và trả tiền cho cái chỗ ngồi đó và kể từ khi mà ra mắt cái trang web đầu tiên này thì hơn 3.000 người đã tham gia và và đặt những cái chuyến bay để mà bay khắp thế giới qua cái người phi công này. Và wow. hiện nay là cái số khách lên đến là 30.000 khách thưa quý vị. Và anh Golden này đã lên kế hoạch mở đặt chỗ vào cái tháng trước và bắt đầu là cuối cái tháng tư này thì sẽ có một cái chuyến bay từ Mỹ đến Anh có giá là 8.750 Mỹ Kim cho một hành khách và tối đa là hai con thú cưng tổng trọng lượng là 22 kg hoặc là một cái con mà đến từ Paris đến Lisbon đó thì khoảng là 8.995 Mỹ Kim là từ North Carolina của Mỹ bay đến Anh đó là khoảng là 9.400 Mỹ Kim wow. và hiện nay thì rất là nhiều chuyến bay mà nó bay sang tất cả các nước một một chuyến bay là trị giá từ 135.000 Mỹ Kim cho đến 155.000 Mỹ Kim thì anh phi công này phải thu đủ hết tất cả cái số hành khách để mà bảo đảm được cái số tiền mà 155.000 Ờ, Mỹ Đúng kim rồi. trên một chuyến bay đó để mà gom số khách đó lại thì anh ăn cái commission ở trên cái số tiền đó là wow. một hình thức kinh doanh mà chúng ta thấy rằng là chỉ có những người giàu có mới cho con chó đi những hàng thương gia như thế này thôi mà nói okay. nói đi nói lại thì những con chó này nó có cái số phận cũng rất, là, cũng rất là may mắn để được vô những cái người chủ cứ chứ không phải vô nồi đúng không? Vậy. Chứ không phải vô dĩa vô nồi mà cày tơ bảy món đồ tiểu hổ rồi tiểu hổ hầm sầu lăng này nọ nghĩ lại thì thấy những cái con chó ở bên việt nam mà đã bị như vậy rất là tội nghiệp hơn tội nghiệp thật yes. sự luôn á bên đây vẫn có những người người ta ngược đãi chó nhưng mà bị bắt ở tù luôn ở tù yeah. rất là nhiều, nhiều ta dám, người, người ta không dám người ta không dám tại vì có luật lệ bảo vệ thưa quý vị ừ. à kính thưa quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình cà phê sáng cuối tuần ngày chủ nhật ngày hôm nay một lần nữa thì như hiền và lê thái cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi cũng như là luôn lúc nào cũng yêu mến chị em chúng tôi Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có một ngày Chủ nhật thật là vui vẻ. Nhi Huy và Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào thứ Bảy tuần sau.